Thì hôm trước thì một số bạn bảo là thấy em nhìn thì biết hết nhưng mà các cái công cụ rồi em hay bị quên các cái phím tắt ấy. Thì bây giờ em sẽ reset lại cái Photoshop này và để cho các bạn xem lại cái phím tắt khi mà người ta dùng mặc định nhá. Thì anh sẽ tắt Photoshop. Sao lại bị huyên? Anh sẽ đưa Photoshop về chế độ mặc định để cho các bạn rõ hết các cái phím tắt như ban đầu khi mà mình cài một cái Photoshop mới. Đấy, khi mà cài một cái Photoshop mới thì là hình nó sẽ đấy, để anh xem đó. Rồi, các bạn thấy máy tính của anh chưa? Rồi ạ. Thấy Ok, thì là khi rồi. mà các bạn cài Photoshop mới thì nó sẽ giao diện như này. Và khi các bạn mở một hình ảnh vào trong này, anh sẽ hướng dẫn lại các bạn các cái công cụ mà các bạn bảo là chưa quen. Làm gì đâu. Đây những cái công cụ như này này. Khi mà mình click từ phải vào các cái thanh công cụ đây thì là đây những là cái công cụ mà mặc định nhá, chứ không phải là anh tìm mà là của Microsoft luôn. Đấy, đây những cái công cụ này, cái công cụ ví dụ là những cái chọn này là M thì ở đây là những cái đều là mặc định hết, ở đây tất cả đều là mặc định hết. Còn cái này là L, tất cả là mặc định hết. Thì tí nữa anh sẽ hướng dẫn mọi người cách đổi những cái phím tắt như này theo ý của các bạn để phù hợp với cái dạng khuyết tật của các bạn. Đây, quick là W rồi này. Đây là công cụ B và Rust này. Thì là trong các cái một loạt các công cụ này có công cụ nào nào mà các bạn chưa có rõ về nó thì các bạn cứ nói và anh sẽ giảng qua cái công cụ đấy. Hôm trước thì đã đi hết một loạt rồi nhưng bây giờ các bạn còn muốn anh chỉ lại về cái công cụ nào thì các bạn cứ bảo đi. Các bạn muốn anh chỉ lại về công cụ nào nào? Alo. Rồi, nào đây Thầy nói về cái phím tắt là B với cái mặt nạ ấy thầy. Cái công cụ B brush này đúng Đó, kết hợp với cái mặt nạ ấy thầy. không? Ok, kết hợp với mặt nạ này. Rồi, cho anh tí nữa. Đây công cụ B kết hợp với mặt nạ thì là đấy là khi mà mình khi mà mình xóa những cái đồ vật hoặc là sau này các bạn làm chỉnh sửa ánh sáng màu sắc ấy. Đây ví dụ như anh sẽ làm một cái này, ví dụ như là bây giờ ảnh nó đang như này. Bây giờ anh sẽ muốn làm cho cái nhà này nó bớt vàng hơn. Ví dụ màu của nhà này đang như này nhá. Bây giờ anh muốn khi nhà này bớt vàng hơn thì anh có thể là nhân lớp lên. Để nhân lớp ở cái layer này thì là mọi người có biết làm như nào để nhân lớp không? Bấm cái gì? Gì ạ? Ctrl. Cái gì? Đúng rồi, Ctrl Z. Hoặc là các bạn cũng có thể là nhấp lượt cả chọn duplicate đây này, nhấp chuột phải nha. Chọn duplicate layer. Đây này, nhấp chuột phải vào layer, chọn duplicate layer, được chưa? Ok luôn. Thì sẽ có bây giờ là các bạn nhìn thấy là nó sẽ có một cái layer mới đây nữa này. Các bạn thấy không? Vâng. Rồi ok, ví dụ bây giờ anh muốn làm cho cái màu của cái tường này nó bớt vàng hơn chẳng hạn thì anh sẽ để lớp đen này và anh vào trong phần camera hôm trước các bạn học chưa, Rồi. vào filter này chọn là camera này ok được chưa, hoặc là tính cách là control shift a đấy. Các bạn bấm vào những bạn nào mà mic mà bị ồn thì tắt bớt đi nha. Rồi khi đây là cái giao diện của camera bây thầy, giờ. thầy giáo của em đang giảng trên ấy, Máy của bạn nào tắt đang mic giảng đi, trên khi Zoom nào hỏi thì là bật mic 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 thôi. Khi nào các bạn hỏi thì các bạn bật mic lên nhá. Hiện tại đang một số bạn anh đang tắt mic ấy thì các bạn xem cái mic ở trên máy tính hoặc điện thoại của các bạn ấy đang dấu đỏ là tắt, khi nào cần hỏi thì là bật lên để đỡ ồn nào ấy. Ok, thế thì bây giờ bây giờ anh muốn làm những cái tường này này nó bớt vàng hơn thì các bạn hôm trước đã được học hai cái thanh này chưa? Anh sẽ bật bật lên cho các bạn nói
Hôm trước các bạn được học hai cái thanh này chưa? Rồi. Học rồi đúng không? Thì đối với cái thanh tem này này, thanh tem này thì khi mà tăng bên phải thì màu nó sẽ như nào? Vàng hơn ạ. Vàng. Nó sẽ vàng hơn, được chưa? Thì kéo sang bên nào thì là màu nó sẽ... được. Như ở đây, bên này là màu vàng, bên này màu màu xanh. Thì mình kéo sang bên phải này thì nó sẽ vàng. Màn hình thì là nó sẽ vàng hơn, còn kéo này là xanh. Thì bây giờ mình muốn những cái này nó bớt vàng hơn đúng không? Thì mình sẽ kéo kéo sang phải hay là kéo sang trái? 12 ạ. Mình sẽ kéo sang trái, trái. Mình sẽ kéo sang trái này. Mọi người nhìn thấy tường nó bớt vàng chưa? Rồi. Dạ. Rồi. Mọi người có thể là bấm chữ P, P phở nha. Để xem lại đây là lúc cái chỉnh khi mình chỉnh tường này đấy. Mình trừ 8 này. Mình trừ 8 thì màu nó bớt vàng hơn rồi. Và không bây thấp giờ... mà sao không mệt lắm. Ủa tìm tao nhé. Và bây giờ anh sẽ ok này. Đây thì mọi người nhìn... anh tắt bật mắt này. Mọi người có nhìn thấy cái tường nó bớt vàng hơn chưa? Có. Có rồi đúng không? Ừ. Nhưng mà nếu khi mình làm như này thì là phía bên phải thì nó sẽ bị mất mất màu đúng không? Nó bị xanh ấy. Các bạn thấy không? Bên này đỡ thì là bên này lại là xanh. Vì thế cho nên mình sẽ sử dụng cái công cụ mặt nạ để mình bôi lại những cái phần nào mà mình cần lấy lại. Nếu như các bạn để thì có bấm vào mỗi cái mặt nạ này thôi là nó thành mặt nạ trắng thì là các bạn sẽ bôi lại cái phần này. Các bạn nhìn để ý nha, khi mình làm như này thì là cái phần tường bên này nó đang bị lạnh, đang bị xanh đúng không? Bây giờ các bạn muốn lấy lại cái phần này như lúc như thế này này thì các bạn có thể là bấm mặt nạ trắng. Nếu như bật mặt nạ trắng này thì các bạn phải sử dụng cái công cụ B Normal, bút to ra vào bút mềm, bút normal luôn nha. Thì ở đây các bạn chọn ví dụ như là bao nhiêu phần trăm opacity này. Chẳng hạn như anh sẽ để ví dụ như là 80% nhỉ, hoặc là 50%. Đấy, anh để 50%. Thì anh bôi lại chỗ nào thì cái chỗ đấy lập tức nó sẽ đưa về như cái lúc trước mình chưa có giảm màu nó. Nhưng mà bên này màu trắng thì bên này các bạn phải chỉnh cái chỗ hộp màu đây này. Thì là phải màu gì đây? Màu đen. Bây giờ đây là đang trắng đen, muốn đảo lại thì phải làm sao? X. Đúng rồi, bấm X lại nha, hoặc là bấm kim mũi tên này này. Đấy, đây này. Hoặc là bấm kim một nút này này, được chưa? Hoặc là phím X. Đấy. Bây giờ các bạn để ý nha. Bây giờ anh bôi bên này. Đấy, thì lập tức bên này nó sẽ trở về màu như cũ. Đây. Mọi người có nhìn thấy chỗ mặt nạ nó có đen 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 đây không? Có. Đấy, thì tức là mình đang bôi ở cái phần đấy của bức ảnh. Thì mình bôi vào đây thì đâu thì là chỗ đấy nó sẽ đưa lại như là lúc ban đầu của bức ảnh. Rồi, một tí máy đang chậm. Thì đấy là cái mặt nạ. Còn nếu như mà các bạn không đặt mặt nạ trắng mà các bạn giữ an nhấn vào cái mặt nạ này thì là nó thành cái mặt nạ đen, thì các bạn phải bôi lại bên này. Đấy. Đang máy chậm ấy nhỉ. Đây đây. Đây mọi người nhìn này. Đấy, khi mà mình làm như này thì bên này nó sẽ giảm đi rồi. Và bên này thì là nó vẫn như lúc đầu này. Phía bên tường bên phải này mình bôi rồi thì nó vẫn như lúc đầu, các bạn nhìn thấy không? Nó không bị ảnh hưởng. Còn nếu như bây giờ khi mà mình so sánh này, các bạn nhìn ở cái phần ghế này cho anh nhá, cái phần ghế này này, khu vực ghế này thì là nó có bị xanh theo không? Nó có bị xanh theo không? Có đúng không? Thế thì bây giờ mình để sang lớp mặt nạ, mình dùng B, mình bôi. Đấy, mình bôi chỗ nào thì chỗ đấy nó sẽ đưa về như lúc đầu. Thì tùy vào bao nhiêu phần số phần trăm mà các bạn chọn trên này, bao nhiêu phần trăm này là nó sẽ đưa về như lúc đầy bấy nhiêu phần trăm. Đấy. Đấy là trường hợp các bạn tạo mặt nạ trắng. Còn nếu như các bạn tạo mặt nạ đen thì như nào? Đây. Khi mà mình nhân và lên vào camera giả vàng như này và các bạn để tạo mặt nạ đen thì các bạn nhấn phím gì vi kết hợp với cái phím mặt nạ này? Nhấn phím họ. Phím gì? ALT. Đúng rồi, ALT. Khi mà bấm ALT này thì là nó sẽ tạo ra một cái mặt nạ đen. Và cái mặt nạ đen này nó sẽ che cái lớp đen này. Tức là coi như cái lớp đen này không có tác dụng. Đây này, mình bấm này. Đấy. Thì các bạn tắt, anh tắt bật mắt lại xem này. Thì coi như cái lớp này, cái lớp đen này có phải là vô dụng không? Không có ảnh hưởng gì đúng không? Tức là cái mặt nạ đen này nó đang che của cái lớp này này. Cái mặt nạ đen này nó che cái lớp này đi. Giống như một cái rèm ấy. Nó che
che đi rồi. Và bây giờ mình muốn lấy những cái gì của cái này thì mình phải mở cái màn này lên bằng cách dùng B. Muốn mở chỗ nào thì dùng B bôi vào chỗ đấy. Bây giờ mình đang muốn cái tường bên này nó bị nó giảm màu hơn rồi đúng không? À, bây giờ mình đang muốn cái tường bên trái nó giảm màu đúng không? Thì các bạn sử dụng B. Bên này đang mặt nạ gì ạ? Đang mặt nạ đen. Thì bên này mình phải dùng cái màu gì? Trắng. Màu trắng đúng rồi. Nhấn X lại. Thì bây giờ mình dùng mặt nạ trắng. Mình muốn chỗ nào nó bớt vàng thì mình bôi. Các bạn có biết tại sao bây giờ mình bôi nó lại giảm vàng không? Tại sao? Tại vì... Không biết. Tại vì sao? Tại sao? Tại vì ở cái lớp lên này này, cái lớp layer khi mà mình nhân lên đây rồi này, mình đã làm cho nó giảm vàng chưa? Rồi. Nãy mình làm giảm vàng rồi đúng không? Mình làm giảm vàng rồi nhưng mà mình lại đặt mặt nạ đen, mà mặt nạ đen nó lại che cái đấy đi, coi như cái không có tác dụng. Mình muốn lấy lại thì mình phải dùng B và mình bôi lại. Đấy. Đen với trắng nó tương tự như nhau. Nếu như các bạn tạo mặt nạ đen thì các bạn phải bôi lại những cái phần bên này, còn tạo mặt nạ trắng thì phải bôi lại phần bên này. Đấy. Vậy anh sẽ lấy một cái ảnh khác nó nhẹ hơn, lấy ví dụ để cho các bạn hiểu cái phần này tiếp. Giờ về nhà anh sẽ lấy cái ảnh này đi. Anh sẽ lấy cái ví dụ cái ảnh này. Bây giờ ảnh này nó đang tối như này. Bây giờ anh muốn tăng sáng cái ảnh này lên. Thì là các bạn chưa học các cái công cụ tăng sáng, các bạn mới chỉ học là camera thôi đúng không? À. Thì các bạn sẽ nhân lớp lên bằng cách là Ctrl Z hoặc nhấp bên phải chọn duplicate, Ctrl Z cũng được. Đấy. Sau đó vào camera. Mình vào camera này, tăng sáng ở cái phần expo này. Cái phần này thì bài hôm sau sẽ có một cái bài đi chi tiết nữa, nhưng mà anh ôn lại cái này là để tăng sáng. Tăng sáng toàn thể ảnh luôn. Đấy. Tăng sáng. Khi mà tăng sáng này thì các bạn phải để ý là những cái vùng lóa như ở trên này này, những cái cây nhỏ nhỏ này này, nếu như mình tăng sáng để cố tình cho dưới này nó sáng thì trên này nó sẽ như nào ạ? Lóa. Đúng rồi, nó sẽ bị lóa và mất chi tiết, cho nên các bạn để ý vừa thôi. Và để cái phần muốn làm những cái phần tối này này nó sáng hơn thì mình lại chọn đó là phần xa, shadow là cái nút này. Shadow là tăng sáng vùng tối. Cái này là giảm lóa. Đấy, cái này là độ tương phản. Đây, bây giờ anh sẽ tăng sáng vùng tối này. Đấy, tăng sáng vừa thôi. Đừng có sáng quá mà ảnh nó sẽ bị mờ nhá. Đấy, cái này là giảm lóa để lấy được chi tiết. Khi mình giảm lóa cái này này, thì mọi người, khi anh kéo cái thanh đấy thì mọi người nhìn vào khu vực này cho anh nhá. Này, khi anh giảm lóa này, mọi người nhìn thấy như nào? Phần cây cối như nào? Lấy được nhiều hơn không? Đấy, khi mình giảm lóa này thì là cây cối nó sẽ rõ hơn. Mình để này đi. Đấy, bây giờ mình thích màu cho nó cây cối nó ấm hơn một tí thì mình kéo cái vàng này, kéo tem này lên một tí. Đấy, lên 2, 3 hoặc 1 gì đấy. Mình nhìn cảm thụ bằng mắt, mình thấy là cây cối nó được rồi thì là dừng lại. Sau khi làm xong thì các bạn bấm P preview ấy để xem lại trước này và sau này. Trước và sau. Đấy. Cho một ít contrast chẳng hạn. Ok. Và cũng là để thực hành những cái brush và mặt nạ. Thì bây giờ cái ảnh mà mình nhân lên là mình đã chỉnh được sáng như này rồi đúng không? Đấy, và bây giờ nếu như anh đặt mặt nạ, nếu chỉ đặt mặt nạ trắng thôi, đấy, thì là coi như cái mặt nạ này là nó không che, giống như cái rèm cửa sổ các bạn ấy. Các bạn có một cái cửa sổ đây, nhưng nếu như các bạn mà để mặt nạ trắng ấy, thì là cửa sổ của các bạn coi như là đang mở. Các bạn nhìn được trực tiếp bên ngoài luôn. Đấy, bạn cứ hiểu như thế cho dễ. Ví dụ đây là cái cửa sổ, lớp đen này là cửa sổ nha. Các bạn để mặt nạ trắng thì coi như là mặt nạ trắng này là cửa sổ của các bạn đang mở. Các bạn hoàn toàn nhìn ra ngoài được, được chưa? Còn nếu như các bạn muốn lấy lại cái phần nào, muốn lấy lại những cái phần này nó tối như lúc bắt đầu đây này. Đấy, thì các bạn sẽ sử dụng B. Bên này sẽ là màu đen.
ngược lại với cái phần màu trắng này nha. Mình bôi. Mình bôi đến đâu thì cái chỗ đấy giống như là mình đang đóng rèm lại. Mình bôi chỗ nào thì giống như mình đóng rèm lại chỗ đấy, là nó sẽ tối như lúc đầu, là cái chỗ đấy nó không được mở. Đấy, bôi trên này thì trên này nó lại tối. Thì ảnh này cũng giống như là ảnh mà các bạn đã được đóng cửa sổ rồi. Đấy, được chưa? Nó thành mặt nạ đen này. Đấy. Còn nếu như đang như này, ví dụ đang các bạn đang có cửa sổ này mà các bạn giữ an nhấn tạo mặt nạ đen, nhấn tạo mặt nạ đen thì coi như các bạn đang đóng cửa, tức là mình không thể nhìn được cái lớp tre này, được chưa? Bây giờ các bạn muốn nhìn ra ngoài, bây giờ đang đóng cửa mà các bạn muốn nhìn ra ngoài, tức là muốn lấy lại những cái chi tiết của lớp tre này này. Lớp tre nãy mình tăng sáng chưa? Rồi đúng không? Thì bây giờ mình muốn mở cửa để mình xem ra ngoài cái phần mình tăng sáng rồi, thì mình lại dùng B. B này màu đen thì mình bên này lại đảo lại này, là thành màu Màu trắng X lại màu trắng. Rồi dùng B. Muốn chỗ nào nó sáng lại như cái lớp đen này mình chỉnh thì mình chỉ cần bôi vào đấy. Đấy, bao nhiêu phần trăm thì mình chọn bấy nhiêu phần trăm. Ví dụ như 50% thì 40%. Thì bôi vào đây thì bôi vào chỗ nào thì coi như chỗ đấy đang được mở cửa sổ ra. Đấy, còn mình không bôi trên này nữa cũng được, tại vì trên này đã có chi tiết rồi này. Đấy, mình chỉ lấy chi tiết bên dưới này thôi, còn trên này để đấy. Mình ở bôi nào lỡ sáng quá ấy. Đấy, như này là để mất những cái ảnh nào mà nó bị lóa, hay là cây cối nó xanh quá, mình có thể làm như này để mình mất lại. Ở Photoshop chuyên ngành người ta gọi là mất mất ảnh lại với nhau. Tiếp tục anh sẽ lấy ví dụ nữa. Anh sẽ lấy ví dụ đặc biệt là về cái cửa sổ để các bạn rõ. Rồi anh sẽ lấy ví dụ hai cái này để các bạn hiểu rõ hơn. Hai cái này thì các bạn nhìn thấy là đây là hai ảnh cùng một nhà của họ đúng không? Nhưng mà cái độ ánh sáng tối nó khác nhau đúng không? Đúng không? Bây giờ anh sẽ ghép cái cửa sổ của cái ảnh này này vào cái ảnh này để cho trong này cũng nhìn được và ngoài cũng nhìn được. Đây, anh sẽ chỉnh sáng hơn một tí đó. Đây, cái cửa sổ này anh sẽ cho cửa sổ này vào trong ảnh kia cho sáng sáng cho đẹp tí. Okay. Thì cũng giống như là cái layer và cái mặt nạ, cái sử dụng layer và mặt B này thì là cũng như là ảnh bất động sản nào người ta cũng sử dụng đến để mà thay trời, sử dụng đến để mà thay cửa sổ. Đây, ví dụ như hai cái này, bây giờ anh sẽ copy cảnh này, Ctrl A, Ctrl C, copy cảnh tối này để anh lấy cái cửa sổ này nhá, cái phần cửa sổ này này, đấy, cái phần cửa sổ này sang cái ảnh sáng này này. Đấy, cái ảnh sáng này mọi người nhìn thấy cửa sổ nó bị lóa không? Có. Đấy, bây giờ anh Ctrl V nhá, dán vào thì các bạn nhìn thấy ở cái phần layer này, ở đây có hai phần layer đúng không, hai lớp đúng không? Lớp tối, lớp sáng, và trên này là lớp tối. Thì anh muốn lấy cái cửa sổ từ trên xuống dưới thì bây giờ anh phải có hai cách. Cách thứ nhất, anh đặt mặt nạ trắng đấy và anh sẽ kẻ cái cửa sổ này và anh bôi ngược lại những cái phần này để trả lại những cái phần ngoài nhà này. Đây, khi anh đặt mặt nạ trắng này, mic của bạn nào đang cọc thì tắt đi. Chỉ một bạn nào đấy thôi, nhà đang làm cái gì cạch ấy. Từ để anh chỉnh cái này nhá. Xem nào, để anh xem nick bạn nào mà cái do chó bạn nào đang ở ngoài đấy. Mic bạn nào tự tắt thử, mic bạn nào thử tắt đi. Mic bạn nào ồn lắm. Đang ở được rồi đấy. Rồi bây giờ nhá.
Cái đầu tiên anh sẽ để mặt nạ trắng, bấm này, mặt nạ trắng. Và anh sẽ kẻ cái cửa sổ. Trước khi kẻ cửa sổ anh điều chỉnh cho cái chuột nó lăn đã. Chuột của anh nó đang không lăn. Đây, giờ anh sẽ kẻ cửa sổ nha. Khi mà mình đang để như này thì ảnh nó đang túi thui vô đúng không? Bây giờ mình cần phải kẻ cái cửa sổ để mình lấy lại những cái phần ngoài cơ. Mình chỉ lấy cái cửa sổ này là của ảnh này thôi. Và khi mà sử dụng pen này, các bạn nhìn thấy không thấy đường chỉ đúng không? Có thấy cái đường chỉ của cái công cụ pen nào đâu không? Nó nằm ở đâu không? Không thấy ạ. Dạ không thầy ơi. Bây giờ muốn lấy cái đường chỉ ra thì các bạn phải làm sao? Biết bấm vào đâu không? Có hình bánh xe. Đúng rồi, có cái hình bánh xe ở đây này. Các bạn để ý này, có cái hình bánh xe của công cụ pen đây nhá. Thì khi mà mặc định là nó sẽ không ấy, mà các bạn phải bấm vào cái chữ rubber này này. Đấy, thì bây giờ mọi người mới thấy đường chỉ này. Được chưa? Đấy. Wow. Mình sẽ kẻ cái cửa sổ này. Đấy, một cửa sổ ở bên này nữa. Cái này gọi là, người ta gọi là mất cửa sổ thì là sử dụng cái công cụ brush và cái công cụ brush và cái mặt nạ này thì sử dụng trong Photoshop bất động sản thì rất là nhiều. Đây, bây giờ Ctrl Enter, anh sẽ đặt feather cho nó, Shift F6, đặt feather cho nó khoảng 2 thôi. Và bây giờ mọi người nhìn thấy là ảnh này này thì đang rất là tối đúng không? Bây giờ mà cái ảnh dưới này thì nó lại sáng đúng không? Vâng. Đấy, bây giờ mình muốn lấy cái mà phần sáng này vào này, giữ nguyên cửa sổ thì mình sẽ phải đảo ngược lại vùng chọn. Đảo ngược lại vùng chọn phím tắt là cái gì nào? Ctrl Shift. Đúng rồi, Ctrl Shift Y hoặc là các bạn vào Select này. Chọn cái phần Invert đây này. Đây được chưa? Đấy, các bạn vẫn nhớ đấy. Và bây giờ thì mình đã chọn được cái phần ngoài này rồi đúng không? Bây giờ mình muốn lấy ánh sáng màu sắc của cái phần ngoài này giống như cái ảnh dưới này này. Thì mình chỉ việc là dùng B. Bên này mặt nạ trắng thì bên này phải dùng cái gì đây? Màu gì? Màu đen. X lại dùng B. Đấy. Mình bôi này. Đấy, mọi người nhìn thấy nó được như là lúc dưới chưa? Do là mình đang để là 50% cho nên chỉ được như thế thôi. Mình để 100% đi. Bôi hết đấy thì nó sẽ lấy lại lên như lúc dưới. Thì khi mà Ctrl D thì các bạn thấy là cái ảnh này nó vừa có chi tiết của cái phần dưới này và nó vừa có cái cửa sổ của cái ảnh trên chưa? Có rồi đấy, như thế là người ta gọi là mất cửa sổ và mình đã thực hành được cái công cụ đó là mặt nạ với brush. Còn nếu như anh lưu lại vùng chọn này tí kẹt đỡ kẻ nhá. Còn nếu như mà mình lúc đầu mình không cái tạo, lúc đầu mình chọn này, mình không có tạo mặt nạ trắng mà mình tạo mặt nạ đen. Đây, ví dụ như này đi. Đây. Mình tạo mặt nạ đen này mình giữ an này, bấm cái này này. Khi mà mình tạo mặt nạ đen thì giống như là mình đang đóng cái cửa sổ của lớp trên này, đóng cái lớp trên này thì nó chỉ nhìn thấy lớp dưới thôi. Đấy, mọi người thấy không? Bây giờ mình muốn lấy cái cửa sổ thì mình cũng phải kẻ cái vùng chọn cửa sổ. Dùng B. Bên này mà là đen thì bên này phải màu gì? Màu trắng. Màu trắng, đảo X lại này khi mình bôi này. Đấy, mình bôi chỗ nào thì chỗ đấy nó sẽ lấy được, đang lấy cái cửa sổ ở cái ảnh trên vào ấy. Thấy chưa? Vâng. Cho nên là cái mặt nạ đen hay mặt nạ trắng ấy thì là khi mình dùng thì tùy. Mình để mặt nạ đen thì mình phải bôi vào trong cửa sổ. Còn mình để mặt nạ trắng thì bôi lại cái phần này để lấy lại cái phần sáng đúng không? Đấy. Và và cái ảnh này ví dụ như là mọi người nhìn thấy cái đèn này nhá. Cái đèn này của cái ảnh tối này, cái ảnh tối là đèn đây đúng không? Mọi người nhìn thấy nó rõ không? Có. Có đúng không? Không. Ảnh này này rõ không? Có. Cái đèn này nó rõ mà đúng không? Nhưng mà cái đèn bên này này thì nó đang bị lóa đúng không? Đúng rồi. Thì các bạn có thể là sử dụng công cụ rồi. Sử dụng công cụ quick. Đấy, sử dụng công cụ quick này này để lấy được cái vùng chọn của cái đèn này nhá.
Đấy, sau đó đặt phaser chẳng hạn, đặt phaser siêu 6, đặt phaser khoảng 2 đi. Và các bạn đưa lên cái mặt nạ này dùng B. Thì khi mà dùng B ở cái lớp mặt nạ này thì nó đang lấy là của cái lớp tối tối này này, của cái lớp đen này này, của cái lớp đen này này vào cái lớp này đây. Nếu như mình B 100% này đấy thì nó lấy 100% vào. Nhưng mà để như này thì nó rất là xấu, tại vì nó lại tối quá. Thì mình lấy ít thôi, ví dụ như khoảng 30% thôi để nó đừng có lóa quá này thôi. Đấy, được chưa? Đấy thì nó sẽ có là rõ. Hoặc là những cái vùng lóa trong này, mọi người nhìn thấy những cái đèn này lóa không? Đó. Thì mình bôi vào thì là nó sẽ bớt lóa đi. Tại vì khi mình bôi vào là nó đang lấy của cái lớp trên này này. Khi mình bôi vào là những cái chi tiết nào của cái ảnh này là nó đang lấy vào. Các bạn để công cụ B màu trắng đấy, thì là bôi vào đấy, nó giảm lóa đi. Bôi chỗ nào là chỗ đấy nó sẽ giảm lóa. Cái này gọi là mớt, gọi là mớt thủ công để những cái phần không còn phần lóa ở trong ảnh nữa. Kể cả những cái phần này nó đang hơi lóa chẳng hạn, mình dùng ít phần trăm thôi. Nếu như ở đây mà mình dùng 80% mình bôi như này thì nó lại bẩn quá, được chưa? Mình sẽ dùng khoảng 10% thôi, như mình bôi như này. Còn 10% nó bị nhiều quá thì giảm xuống 5%. Thì đây, đấy, mình bôi này, đấy. Mình bôi như này không sợ nó bị lem sang hai bên này, tại vì hai bên này khi nãy mình đã bôi là 100% rồi, nó sẽ không ảnh hưởng nữa, mà chỉ ảnh hưởng những cái phần này thôi, được chưa? Vâng. Đấy, chỗ nào bị lóa thì các bạn phải bôi vào chỗ đấy. Đấy, để ảnh nó không lóa hơn. Và bây giờ anh sẽ tắt bật cái mắt ở cái phần layer này và các bạn nhìn xem cái ảnh mình đã được như nào này. Đây là lúc đầu này, đấy, sau khi mình mất này, đấy. Thì các bạn thấy cửa sổ này, các cái đèn đầu này, nó sẽ được rõ hơn chưa? Rồi ạ. Thế thì hôm nay các bạn đã rõ được cái phần mặt nạ này chưa? Rồi. Đấy. Rồi, còn các bạn còn hỏi cái phần nào nữa không? Tại vì là cái phần mềm mà anh đang làm đây này thì là nó chỉ cho mình like có 40 phút thôi. Nếu như muốn tiếp thì phải tắt bật lại. À, bây giờ anh sẽ chỉ các bạn về cái phần mà đổi các cái phím tắt nhá. Vâng. Đổi phím tắt thì các bạn sẽ vào đây. À, vào Edit này. Các bạn vào menu Edit nha, được chưa? Vào menu Edit và chọn cái dòng keyboard shortcut này này. Cái này này. Đâu. Mọi người, anh sẽ phóng to vào Edit và vào cái này này. Mọi người nhìn thấy không? Có chiếc keyboard này này. Đấy, thì, thì các bạn sẽ nhấn vào đấy. Đây, anh sẽ nhấn này. Nhấn vào thì nó sẽ có những cái biểu tượng như này. Thì ở trên này này, dưới cái phần ở cái thẻ menu này này, thì các bạn chọn ở cái phần này cho anh. Phần này là phần công cụ, tiếng Anh của nó chính là cái tool này này. Thì các bạn chọn tool cho anh. Đấy, thì sau khi mình chọn tool thì mọi người nhìn thấy phần công cụ ở dưới này chưa? Rồi ạ. Đấy, thì bây giờ các bạn muốn đặt phím tắt của công cụ nào là cái gì thì các bạn chỉ cần click chuột vào đấy đặt thôi. Ví dụ như bây giờ cái công cụ lasso tool này anh hay dùng phím tắt là chữ C đi chẳng hạn. Thì anh sẽ bấm vào chỗ này. Đấy, anh gõ chữ C. Đấy. Rồi còn các công cụ ví dụ là công cụ dock tool đánh sáng chẳng hạn. Như công cụ dock tool đây. Ví dụ cái dock tool này anh hay dùng O thì vẫn để thế. Còn bên tool anh để M chẳng hạn thì anh click chuột vào thôi. Mọi người gõ cái chữ mà các bạn muốn làm thành. Đấy. Còn cái này anh muốn thành chữ N chẳng hạn thì gõ thành chữ N. Sau khi các bạn đặt các cái phím tắt công cụ xong thì các bạn nhấn vào cái phím này này để đồng ý. Accept này này. Khi mà nhấn accept này. Ok. Thì bây giờ mình thử kiểm tra này. Cái này này. Đúng chưa? Đúng, mình cài thấy chưa? Đấy, rồi là cái dock tool này. Đấy này. Như thế là các bạn đặt được thôi. Còn khi anh đặt là đặt như thế này, nhưng mà đối với các bạn cảm thấy là cái phím nào các bạn dễ bấm, dễ dùng thì các bạn đặt theo ý của các bạn. Và sau khi đặt xong, thì cũng đang ở đấy nha, chỗ đây. Sau khi đặt xong thì các bạn phải nhấn vào những cái phím này này, nhấn vào cái này này để lưu lại cái phím tắt đấy, để sau này mình có đi đưa vào máy nào thì mình chỉ cần copy cái action này, cái phím tắt này và nhấp đưa sang máy khác, nhấp chuột phải lên, mở lên ấy, thì nó sẽ được luôn, không cần phải mở, không cần phải cài nữa, được chưa?
chứ không phải là máy nào cài máy đấy, mà mình chỉ cần cài một máy và đưa cho tất cả các máy được, được chưa? Mình bấm vào đây, đấy, và mình lưu, ví dụ như là mình lưu ở desktop chẳng hạn, ví dụ như là phím tắt của Hùng chẳng hạn. Rồi, nhấn save, đấy, ok. Đấy, sau khi mình đi máy nào ấy, mình đi máy nào và mình muốn ấy thì mình cứ có thể là tải lên Drive hoặc là Facebook. Và các bạn nhấp nhấp này này để mở này, đấy là nó sẽ được, đây này. Là nó sẽ được. Chứ không cần phải máy nào tạo máy đấy. Rồi ok, các bạn còn bài hôm nay các bạn còn thắc mắc vấn đề gì nữa không? Hay là thầy like thêm một cái nữa đi thầy. Ok, để bây giờ anh sẽ tắt và anh sẽ gửi vào trong cái gửi ID với cái pass vào trong cái nhóm nhóm chat kia nhá. Dạ vâng. Ok ok, bây giờ anh sẽ tắt và like thầy lên. Thank you.